Và hôm nay thì tôi muốn đến với hội thánh trong với cái chủ đề là hội thánh trong cách nhìn của Đức Chúa Trời. This morning my topic is the church from God's point of view. Dù là hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh là món quà, là thân thể của Đấng Christ, là Đấng Christ, nhưng chúng ta muốn thử giữa cái nhìn của con người chúng ta và cái nhìn của Đức Chúa Trời về hội thánh của Ngài nó như thế nào. Even though the church belongs to God, our body of Christ, and we want to see how is God's point of view to His church and how our point of view to the church. Tôi không biết rằng lâu nay mỗi người chúng ta suy nghĩ về hội thánh như thế nào. I don't know what is your thoughts about the church. Có nhiều người suy nghĩ rằng là tôi ở trong một hội thánh của Đức Chúa Trời. Many people think that I'm just in the church. Và hội thánh của mà chính thống của Đức Chúa Trời là hội thánh vô hình. And the church is like an invisible church. Không phải là một hội thánh hữu hình. It's not like a visible church. Hội thánh hữu hình là một hội thánh cái gì đó có nhiều lỗi lầm. An invisible church is a church that has many issues. Tôi không biết cái hội thánh nào là chính thức là của Đức Chúa Trời cả. I'm confused which church belongs to God. Và chúng ta tự cho mình như vậy, cho nên đôi lúc chúng ta nghĩ rằng mình cũng không cần phải vào một cái hội thánh nào cả. Sometimes many of us think like that way, and that's why we not concerned what church are we in. Và chúng ta nghĩ rằng là có thể đi hội thánh này hoặc không đi hội thánh này. And sometimes we think, yeah, I want to go to this church or I can attend another church. Hôm nay thì tôi muốn chúng ta cùng nhìn lại cái nhìn của Đức Chúa Trời về hội thánh của Ngài. So today I want to share and each of us know the point of view that God look at His church. Phần kinh thánh mà chúng ta theo dõi thì nó khá dài, cho nên tôi chỉ chọn hai câu để chúng ta làm cái câu gốc. Xin mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên để chúng ta đọc chung. The scripture be long, but I will break it down in two verses. So let us stand together and follow along. Trong Khải Huyền đoạn 1 câu 19 và câu 20. In the book of Revelation chapter 1 verse 19 and 20. Chúng ta cùng đọc chung. Let's read together. Vậy hãy chép lấy sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà người thấy trong tay hữu ta và bảy chân vàng vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ trong bảy hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy hội thánh vậy. Xin mời hội thánh chúng ta cùng ngồi. We all be seated. If you have English, just follow along in the book of Revelation chapter 1 verse 19 and 20. Phần kinh thánh chúng ta học thì nó nằm trong đoạn 1 này và ở trong đoạn 2 và đoạn 3 của sách Khải Huyền. And the scripture this morning is going to be in chapter 1, chapter 2 and chapter 3 of the book of Revelation. Những lời chúng ta vừa đọc đó là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao và đi giữa bảy chân đèn vàng. And what we just read is Jesus the one that hold the seven lamb and walk upon the lampstand. Trong câu 12 cho chúng ta thấy rằng đây là sự hiện thấy của sứ đồ dân về Chúa Giêsu. In verse 12 we see this is a vision from John, the disciple John, that Jesus gave to him. Là đấng đương cầm nắm vận mệnh của hội thánh. And the Jesus the one that hold the future of his church. Bây giờ trước khi đi vào trong bài chia sẻ của tôi muốn hỏi hội thánh một lần nữa, hỏi tất cả mọi người ở đây. Chúng ta nghĩ rằng là mình cần phải ở trong hội thánh vô hình hay là mình cần ở trong hội thánh hữu hình? I want to ask each one of us a question. Do you want to be in a invisible church or a visible church? Ở đây, ai nghĩ rằng là mình ở trong hội thánh vô hình của Chúa? How many think that you are in an invisible church of God? Và ai nghĩ rằng mình không cần ở trong hội thánh hữu hình? And how many that hội thánh hữu hình? Ai cần ở trong hội thánh? Không cần ở trong hội thánh. And how many don't need to be in the church of the invisible church? Thưa hội thánh, khi hội thánh ban đầu được thành lập,
Brothers and sisters, when the first church established, trong công vụ đoạn 2 câu 47 chúng ta thấy như thế nào? In the book of Acts chapter 2 verse 47, mỗi ngày Chúa lấy thêm người vào trong hội thánh. Each day God bring more people to the church. Và hội thánh này là hội thánh vô hình hay là hội thánh hữu hình? Is this an invisible church or visible church? Xin chúng ta hãy nhớ rằng trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói về hội thánh vô hình cả. There's no place in the Bible mentioned about an invisible church. Và đặc biệt là ở trong sách Khải Huyền này. Especially in the book of Revelation. Chúng ta đã được sự giảng dạy rằng có một hội thánh vô hình. We've been teaching and heard a message there is a visible church. Nhưng mà thực sự trong Kinh Thánh không có nói đến vấn đề này. But the Bible did not mention about that. Có nói đến một vương quốc của Chúa Giêsu. But it mentioned about a kingdom belong to Jesus. Mà Đức Chúa Giêsu chưa cai trị cho nên vương quốc đó có thể nó vẫn còn đang ẩn hình. Jesus have not reigned in his kingdom yet, but yes, the church is in a visible place. Nhưng hội thánh là ở trong tay Đấng Christ và Đấng Christ bày tỏ cho chúng ta điều đó khi Ngài nói với Rơ rằng ta lập hội thánh ta trên đá này. The church is belong in God's hand and Jesus. And Jesus have showed to Peter that he established his church on the rock. Là một hội thánh được xây dựng bởi các môn đồ, các sứ đồ của Ngài và của mỗi người chúng ta. A church that been established by his disciple and many of us. Chúa Giêsu là hòn đá gốc nhà. And Jesus is the cornerstone or stone rock. Các sứ đồ là nền tảng của hội thánh đó. And the disciples are the foundation of the church. Và trong sách Khải Huyền cho chúng ta thấy về hình ảnh của bảy hội thánh. And the book of Revelation show us the seven church. Và bảy hội thánh này là vô hình hay hữu hình? This seven churches is a visible church or a visible church. Nó có tên, có địa danh. They have name and their location. Chúng ta không thể nói nó là vô hình được. We cannot say it's an invisible church. Và trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói về hội thánh vô hình cả. And once again, there are no place in the Bible mentioned about an invisible church. Nhưng nó là một hội thánh thực sự tồn tại ở trên đất. But it's a church is on earth, established on earth. Chúng ta đọc trong sách Khải Huyền đoạn 2, đoạn 3, chúng ta thấy một điều. If you read the book of Revelation chapter 2 and 3, you will see something. Hội thánh của Chúa ở trên đất này, nó không phải là một hội thánh hoàn hảo. The church of God on this earth is not perfect. Và đến cuối cùng của nó chưa chắc gì những người ở trong đó sẽ được vào trong sự sống đời đời với Đức Chúa Trời. Even though when they come to the end, not sure that many will enter into his kingdom. Cho nên chúng ta thấy rằng trong Khải Huyền cho chúng ta một cái nhìn mà Đức Chúa Trời đã nhìn về hội thánh của Ngài. And in the book of Revelation let us see a view that God look at his church. Dù cho hội thánh đó được nắm trong tay của Chúa Giêsu, even Jesus hold his church on his hand. Dù cho Chúa Giêsu vẫn vận hành giữa các hội thánh, even though Jesus move upon his church. Dù cho Chúa Giêsu đã sai những sứ giả của Ngài đến để gìn giữ hoặc là cai quản dạy dỗ hội thánh, even though Jesus used many pastors, evangelism, come and preach and share and shepherd the church. Nhưng trước mắt Đức Chúa Trời, hội thánh vẫn chưa hoàn hảo. But before God's eye, the church of God is not perfect. Và hội thánh đó là một hội thánh cụ thể, có tên, có địa điểm, có nơi chốn đàng hoàng. And that is a visible church that have a name, a place and locations. Như vậy tôi muốn việc đầu tiên mỗi người chúng ta hãy nhìn lại Kinh Thánh để chúng ta biết rằng Chúa có một cái nhìn về hội thánh của Ngài nó như thế nào. So study the Bible and see what God talking about and his opinion and his point of view for his church. Trong phần nội dung của bài chia sẻ sáng hôm nay tôi muốn nói đến 6 phần
Và trong phần cuối cùng, phần thứ bảy là trong phần kết luận. And in my content this morning, I have six thing that I want to share with you. Trong câu gốc mà chúng ta vừa đọc qua, chúng ta sẽ thấy nó có bốn phần ở đây. In our memory verse, we see four things in that verse. Chúng ta biết như những bài học vừa qua, tôi không muốn nhắc lại, nhưng bây giờ chúng ta đi vào trong những điều đặc biệt mà Đức Chúa Trời nhìn về hội thánh. Let's go deeper into the Word of God and see what He has for His church. Chúng ta thấy ở trong câu thứ 19 và câu 20, và đặc biệt là trong câu 20, phần A. Look at verse 19 and 20, especially verse 20 in chapter 1, part A. Điều thứ nhất mà Chúa muốn nói đến về hội thánh của Ngài đó là gì? Tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy ở trong tay hữu ta. Look at verse 20, part A. The first thing I want to share is the church is a mystery of God. Và bảy chân đèn là bảy hội thánh. We see the seven star and the seven lampstand and the seven church. Trong phần A cho chúng ta thấy rằng hội thánh là một sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. And we see in part A of verse 20, the church is a mystery of God. Tôi không biết diễn tả như thế nào về chữ mầu nhiệm. I don't know how to explain the word mystery. Nhưng nó là một cái điều gì đó kỳ diệu và đặc biệt. It's something is very important mystery. Đây là điều mà đó nhắc nhở cho chính mình tôi biết rằng Hội Thánh Chúa là một cái gì rất là đặc biệt. Chúng ta không thể xem thường nó được. And this is remind myself the church of God is something very special and mystery that we cannot xem thường, we cannot despise it. Điều mà chúng ta thấy ở đây, cái chữ mầu nhiệm này nó còn có hiểu một cái nghĩa nữa, đó là có nhiều điều bất ngờ ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. And the word mystery that we see, we can find many amazing things in the church. Như vậy, điều mà chúng ta nghĩ về hội thánh, chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta nói đến hội thánh và chúng ta xét đoán đến hội thánh của Đức Chúa Trời. So when you talk about the church of God, examine yourself. Be very careful when you talk about the church of God. Vì sự mầu nhiệm nó có gồm nhiều điều bất ngờ, cho nên chúng ta không nên vội đánh giá hội thánh của Chúa, đặc biệt là nơi mà chúng ta đang sinh hoạt. So the mystery, the church of God, there are many amazing things in it. So don't judge the church of God. Hội thánh là nơi mà Đức Chúa Trời dùng để đem người đến sinh hoạt với nhau, sống với nhau và yêu thương nhau. The church is a place that God bring people or draw people in so that we can have joy, so that we can communicate and fellowship and grow together. Cái từ đem vào ở trong sách công vụ đó có nghĩa là chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta không thể đứng một mình được. So the term Jesus bring people into church to mean that we cannot stand still. Và như vậy, khi chúng ta bước vào trong hội thánh, chúng ta phải hiểu rằng hội thánh là một sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. So analogous, understand this: when you come into the church of God, it's a mystery. Nó có những điều mà chúng ta không hiểu được. There's a many things that we not yet have understand. Nó có những điều bất ngờ chúng ta sẽ nhận lãnh ở nơi đó bởi Đức Chúa Trời ban cho mà chúng ta không thể ngờ. There will be amazing thing that God will bless us that we will not think or thought about it. Nhưng mà cũng có những nhiều điều chúng ta gọi là mầu nhiệm nhưng mà nó rất là bình thường ở trong cuộc sống. A thing that we call mystery but it's something that's very simple on our daily life. Giống như không khí chúng ta thở. Like the air we breathe. Giống như nước chúng ta uống. The water that we drink. Chúng ta suy nghĩ về nó, chúng ta sẽ thấy nó là một cái điều rất là đặc biệt. If you think about those things, they are very special, something rất là mầu nhiệm. Very mystery. Nhưng mà đôi khi chúng ta coi thường nó. And sometimes we despise. Chúng ta tưởng nó là một điều bình thường. And we thought they are just like simple thing. Chúng ta thấy trong những cái thí nghiệm của học sinh khi người ta học về hóa học và vật lý.
When they study, scientists study. Trong không khí chúng ta thở thì nó cũng tồn tại oxy và khí hydro. And when we breathe, you know, we need oxygen. Và trong nước chúng ta cũng thấy nó là hỗn hợp của hydro và oxy. And the same thing we see in water. Nhưng mà quý vị biết không, hai thứ đó, nếu hai cái chất khí đó mà nó kết hợp lại, bình một bình này một bình kia chúng ta đưa vào và chúng ta chỉ cần một tí xíu tia lửa điện thôi là nó nổ kinh khủng lắm. But if you combine their oxygens and combine them both together, just with a little fire, it can explode very strong. Chúng ta trộn hai cái khí đó, chúng ta bỏ que diêm vào, nó có thể nổ như là một cái chất nổ cực mạnh. If you combine them and if they explode, it's as strong as a dynamite. Nhưng mà chúng ta vẫn coi không khí hay là nước uống nó là một cái gì rất là bình thường chứ không phải là màu nhiệm. And sometimes we see the air we breathe and the water we drink every day is something very simple, not something mystery. Có những chuyện trong hội thánh, có những điều đang xảy ra trong hội thánh, chúng ta tưởng như là bình thường, nhưng điều đó là một sự mầu nhiệm mà Chúa đang ban cho hội thánh. There are some things that happen in the church and it's a mystery that God wants to bless his church. Nếu chúng ta không khảo sát, chúng ta không nghiên cứu về hội thánh, chúng ta sẽ không thấy được. If we don't study or examine about the church of God, we will not see anything. Nhưng mà nó cũng có những nhiều điều mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đặt để trong đó. And there are many mysterious things that God had placed and put in his church. Khi chúng ta thấy những điều tốt đẹp đương ở trong hội thánh, when we see good things happening in the church, hay là những điều chúng ta cho là tồi tệ đang xảy ra trong hội thánh, or bad thing or negative things that happen in the church, chúng ta có thể coi đó là một chuyện bình thường. And sometimes we say this is ordinary thing. Nhưng qua 7 bức thư gửi cho 7 hội thánh, but to the 7 letters that sent out to the 7 church, chúng ta thấy những chuyện đó xảy ra trước mắt Chúa là một sự mầu nhiệm. But all that happened before the God point of view are all mystery. Nếu chúng ta để ý đến, chúng ta sẽ thấy điều đó. If you pay and close attention and study, you will see those things. Và tôi muốn nói với ông bà, anh chị em rằng hãy xem hội thánh và đặc biệt là hội thánh của mình và chúng ta nhìn cho kỹ để chúng ta thấy sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời đang đặt để trên và ở trong hội thánh chúng ta. I want you to study about your church, examine about your church and you will see the mystery that God placed in his church. Trong đó là phần thứ hai mà tôi muốn nói đến, đó là hội thánh có một thiên sứ của Đức Chúa Trời theo dõi và lãnh đạo. And the second thing I want to share is the church of God is followed by an angel and he is the leader. That angel is the leader. Ở trong này nói rằng 7 ngôi sao ở trong tay của Chúa Giêsu là 7 sứ giả mà Đức Chúa Trời gửi đến cho hội thánh. We see in the book of Revelation is the 7 star or the 7 messengers that God sent to each church. Cho nên chúng ta thấy ở đây trong cái hội thánh của Đức Chúa Trời, sự mầu nhiệm đầu tiên đó là người lãnh đạo của hội thánh. So we see the first mystery in the church of God is the leader of the church. Họ giống như một ngôi sao ở trong tay của Đấng Christ. They like a star in Jesus' hand. Và Kinh Thánh nói rằng đây là sự mầu nhiệm. And the Bible says this is the mystery. Sự mầu nhiệm này nó có nghĩa là có thể dẫn chúng ta đến vinh quang mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận lấy. This mystery can bring us to the glory that God wants to bless us to. Hay là đến sự đổ vỡ mà chúng ta cũng phải nhận lấy. Or to a destruction that we have to be responsible for. Tùy ở nơi ngôi sao đó. It all depends on that star. Tùy ở nơi người lãnh đạo đó. It all depends on that leadership. Và đây là một trong những điều đặc biệt mà Chúa Giêsu nói muốn dâng gửi đến cho các hội thánh. And this is very special, that why Jesus showed this to John, visiting to John, to send the letter to the churches.
Chúng ta không thể từ chối cái người lãnh đạo đó hay là từ chối cái ngôi sao mà Đấng Christ đang nắm ở trong tay. We cannot deny the stars or the leadership that Jesus holds in his hand. Vì nó là điều mà Đức Chúa Trời đã gửi đến và đã giao phó cho hội thánh. Because God had given that, sent that for his church. Đây là điều đặc biệt và mầu nhiệm. Tôi muốn ông bà, anh chị em, khi chúng ta học về lời Chúa, mỗi người chúng ta có một suy nghĩ để chúng ta thấy được sự mầu nhiệm mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. This is very special and mystery. So when we learn and study, meditate the word of God, see what God has shown us and teach us. Và tôi nghĩ đây là điều Chúa muốn, bởi vì đó, cái sự muốn của tôi là sự thúc giục của Đức Chúa Trời trong tấm lòng của tôi. And I believe this is what the Holy Spirit God put in my heart. Bởi vì tôi biết rằng tôi không phải là gì mà muốn ông bà anh chị em như vậy, nhưng đây là điều mà Chúa nhắc tôi và Chúa muốn tôi nói điều đó với ông bà anh chị God em. God put this in my heart and I want to share this with you, with the church. Vì lãnh đạo ở trong hội thánh là ngôi sao ở trong tay của Chúa Giêsu. The leadership and the star are in the hand of Jesus. Qua 7 bức thư của 7 hội thánh thì chúng ta thấy rằng cái sự sáng tỏa của ngôi sao đó, của người lãnh đạo đó, có hay không cũng do hội thánh của Ngài. To the 7 letters for the 7 churches and 7 stars, are they be in the church or not, is all depend on the church of God. Bởi vì trong phần thứ 3 hội thánh là ngọn đèn. And we see that the third thing, the church is a lamb. Chúa Giêsu nói 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. We see God said the 7 lampstand and the 7 angels and the 7 church. Chúng ta thấy rằng giữa ánh sáng của hai vật này là khác nhau. We see the brightness of these two are different. Chúng ta nhìn ngôi sao ở trên trời, chúng ta thấy rằng ánh sáng rất là nhỏ. When we look at the star, we see the brightness is very small. Không chiếu sáng được bao nhiêu. Not bright enough to cover. Nhưng nó được Đấng Christ nắm ở trong tay. But yes, Jesus hold it in his hand. Nhưng ngọn đèn thì chúng ta thấy rằng nó có thể chiếu sáng một khoảng, nhưng mà nó chiếu sáng rất rõ. And we see the lamb, which is the light. We can see it very bright. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng là tại sao Chúa lại đưa hai cái hình ảnh về hai ánh sáng mà nói đến về hội thánh hay không? Have we ever wonder why Jesus using the star and the lamb to talk about about his church? Ngọn đèn thì có thể tắt. The light, yes, we can turn it off. Ngôi sao thì nó có thể sáng mãi. The star, it always bright, shine forever. Và chúng ta sẽ thấy rằng sự tương tác giữa hai ánh sáng này, nó có một cái gì đó không đồng nhịp. So is there a comparison between the star and the light? Vậy chúng ta sẽ đối với người lãnh đạo hay là vị ngôi sao mà Đức Chúa Trời đặt để trong hội thánh đó như thế nào? So how are we looking toward our attitude toward our leadership or the stars of the church of God? Đây là một câu hỏi đặt ra cho tôi và cho ông bà anh chị em. This is a question to point out for you and me. Ông bà anh chị em nghĩ như thế nào về vấn đề này? Brother and sister, what do you think about the comparison of the stars and the lambs? Khi người lãnh đạo là ngôi sao trong tay Chúa và hội thánh là chân đèn mà Chúa đi ở giữa. When the leadership is a star that in God's hand and the lamb are the church. Và điều thứ tư mà chúng ta thấy trong hai câu kinh thánh chúng ta đọc, hội thánh là số nhiều. And we see the two verses that we read, the fourth thing I want to point out is the church is considered many. Như vậy không phải là chỉ 7 hội thánh ở trong hội thánh này, ở trong đoạn kinh thánh này. Not just the 7 church in the chapter that we just read. Vì cứ cuối mỗi thư gửi cho mỗi hội thánh thì kinh thánh đều nhắc lại lời Chúa, đều nhắc lại
Ai có tai hãy nghe lời của Đức Chúa Trời nói với các hội thánh chứ không phải chỉ hội thánh đó không. So at the end of the letter to each church, and God say, "Those who have ear, listen." Ở đây có nghĩa là bảy hội thánh này là bảy cái hội thánh tiêu biểu. And the seven churches we see here are just a represent. Trong thế giới này, Chúa có rất nhiều hội thánh của Ngài. In this world, Jesus have a lot of church. Và trong bảy hội thánh tiêu biểu này, nó có bảy hình ảnh khác nhau, bảy cuộc sống khác nhau. And we see the seven church represent seven different things and seven different places. Bảy sự kiện hay là nhiều sự kiện khác nhau trong bảy hội thánh đó. Seven mysteries in each church. Như vậy, ông bà anh chị em đừng nghĩ rằng là tại sao ở trên thế giới này quá nhiều hội thánh, quá nhiều giáo hội như vậy. So don't ever wonder why there's a lot of church all over the world and a lot of denominations. Nhưng chúng ta khá biết rằng nếu đó là hội thánh của Chúa Giêsu thì Ngài đang nắm vận mệnh của nó. And we have to know if that are the church of God, and we know that Jesus is holding it on his hand. Trong đoạn 1 cũng như phần 1 của câu 1 của đoạn 2 cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là đấng nắm giữ những hội thánh của Ngài. So in chapter 1 verse 1 and 2 we see that Jesus is the one that hold his church. Trong đoạn 2 câu 1 sứ đồ Giăng nhắc lại hãy viết cho các thiên sứ hội thánh Ephesus rằng này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng. And we see in the book of Revelation chapter 2 verse 1 that unto the angel of the church of Israel write these things say that hold the seven stars in his right hand who walk in the midst of the seven golden candlesticks. Từ nắm trong ngay tay có nghĩa là Chúa đang nắm tất cả vận mệnh của hội thánh Ngài. Holding on his hand means that Jesus holding his church the church futures. Ngài đi giữa có nghĩa là Ngài đang vận hành, Ngài đang theo dõi hội thánh của Ngài. Jesus walking upon the church that means that he his presence and his protection upon the church. Nói chung có nghĩa là Chúa Giêsu là đấng cầm nắm vận mệnh của hội thánh. Basically God Jesus the one that hold the church vận mệnh destination. Destiny. Cho nên chúng ta phải hiểu và chúng ta biết rằng Chúa rất yêu chúng ta. So we have to know and understand that God loves us. Đặc biệt đó là khi chúng ta ở trong hội thánh của Ngài. Especially when we are in his church. Mọi quyết định là của Chúa Giêsu. All decision belong to Jesus. Chúng ta không thể lên án nó được. We cannot judge any decisions. Bởi vì Ngài là đấng toàn năng. Because he is the Almighty God. Ngài là đấng đã chịu tất cả để hình thành hội thánh của Ngài. Because he has sacrificed everything to establish his church. Và trong đoạn 2 cho chúng ta thấy cái nhìn của Đức Chúa Trời về các hội thánh. And in the chapter 2 we see the point of view of God to his church. Đoạn 2 và đoạn 3 gửi cho bảy hội thánh. In chapter 2 and chapter 3 that the letter sent out to all the seven churches. Ở trong cái nhìn thì điều đầu tiên chúng ta thấy cái nhìn đầu tiên về các hội thánh của Đức Chúa Trời đó là những cái nhìn về tích cực. And when we see the point of view God look at, so the first thing is the positive outlook. Thông qua bảy hội thánh này chúng ta thấy rằng hội thánh nào Chúa cũng có cái nhìn tích cực cho hội thánh đó đầu tiên. So the letter to the seven churches we see that God see many positive outlook. Cái nhìn tích cực đó là gì? Hội thánh, trong mỗi hội thánh đều có những sự khó nhọc. There are hard things in the church. Đều có sự nhịn nhục. They have patience. Đều biết phân biệt đúng sai. They know how to determine wrong and right. Đều biết phân biệt giả thật. They know what's the real and what's fake. Đều có sự yêu ghét rạch ròi. They know there's love and what's to be righteous. Đều có chịu những sự thử thách. And there's the time of
trial. Vẫn lớn tiếng ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa ở giữa thế gian này. They continue to praise and worship God through in this world. Có sự trung tín trong nhiều công việc làm của mình. They be patient in their work. Đặc biệt là trong những ngày sau rốt này. Especially at the latter day. Chúng ta nhìn lại trong hội thánh chúng ta và trong từng hội thánh. Take a look, examine our church and many churches. Ở trong tiểu bang này hoặc là ở trên đất nước này hoặc trên thế giới. In our states and this country and many nations. Có rất nhiều hội thánh cũng có những cái điều đặc biệt mà tích về tích cực mà Đức Chúa Trời nhìn thấy. And many churches have a positive outlook that God sees. Điều này cho chúng ta thấy rằng Chúa nhìn rất là kỹ khi Ngài đi giữa hội thánh của Ngài. God look and see very detailed and clearly when he moved, he walked upon his church. Và Đức Chúa Trời ở trên trời là Cha yêu dấu của chúng ta cũng nhìn về hội thánh của Ngài, có những cái nhìn như vậy. And the same thing, God up in his throne, his kingdom, he looked down his church very clearly. Nhưng mà không phải vì vậy mà Chúa không thấy những cái điều gì khác. Well, besides that, yes, he sees many other things. Trong bảy hội thánh, chúng ta thấy có những cái nhìn tiêu cực Đức Chúa Trời đưa ra. And we see the seven churches that God, from his point of view, he point them out. Dù họ có những sự khó nhọc, chịu những sự thử thách, biết điều này, biết điều kia và làm việc. Nhưng mà điều đầu tiên Chúa nói như thế nào? Các ngươi có tiếng sống nhưng mà là chết. And we see that many positive things that God sees from his church, but at the end we see God said that you live, but actually you are dying. Điều tích cực Chúa vẫn nhìn nhận, nhưng mà cái điều tồi tệ Chúa vẫn thấy. Yes, God sees a good thing from the church, but besides that, he sees the negative things. Không có cái gì sợ hãi hơn là khi chúng ta nhận những cái chết mà người ta gọi là chết lâm sàng. Chết ở trên giường, nằm trên giường mình. There's no other fear than the fear that you are dying on your bed. Tôi xin lỗi về điều này, chưa không có nói trước cho mọi người xem. Chúa nhận định có nhiều hội thánh dường như người ta nói rằng là sống nhưng mà trước mắt Chúa như là đã chết rồi. Many people see different churches look like they are a living church, but according to God, they are dying. Nó giống như một cái chết lâm sàng ở trên giường bệnh, chỉ thở bằng máy mà thôi. It's just like a person that about to pass away, laying on bed with all this machine helping them. Được duy trì sự sống bởi những dây mà người ta truyền thuốc vào. They are dependent on all this machine help them to live. Nếu không có cái máy thở và nếu không có những đường truyền dưỡng chất vào thì thân thể đó sẽ không còn nữa. Without the machine helping to help them to breathe or all this medicine, they will no longer live. Có những hội thánh trước mặt Chúa giống như vậy, nếu người lãnh đạo hoặc là nếu mà Đức Chúa Trời không làm công việc của Ngài thì nó có tiếng sống mà là chết. Same thing with many churches today. If the leadership is not inactive, even though active, it seems like a dying church. Điều mà Chúa nhận định tiếp theo trong cái nhìn tiêu cực đó là sa sút, nghèo khó về thuộc linh. And we see that God look at the negative thing that they are lukewarm and they are being astray away from God. Dù biết tất cả những điều đó nhưng không ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Even they know all this warning, but they never repent before him. Ham quyền lợi về của cải, dung túng và nghe theo những tà thuyết. They are listening to all this worldly thing and after all the world benefit. Và Chúa cũng dùng nhiều hình ảnh để ví dụ về điều đó. And God used many illustration to talk about that. Tôi không muốn nói ra đây bởi vì chúng ta đều đã đọc qua bảy thơ tín này rồi.
I assume that we all read and understand the seven letter to the seven churches. Cái nhìn tiêu cực mà Chúa nhìn thấy ở nơi thánh nữa là mất lòng kính mến ban đầu. And the negative thing that God see from his church that they are losing their first love. Hâm hẩm, không biết tự nhận xét về chính mình. They are lukewarm, they lost examine themselves. Đây là một cái nhìn mà tôi thấy rằng khi xét lại chính mình, đôi khi mình thấy rằng cũng có thể mình đang ở trong tình trạng đó. Take a look or examine yourself. Are we in this situation? Và nhìn lại tình trạng của hội thánh ở tại nơi này hoặc ở nhiều nơi khác, tôi thấy dường như nó cũng có ở trong cái điều mà cái nhìn tiêu cực của Đức Chúa Trời. Same thing. Take a look at our church and many churches around the nation. It seems like yes, these things are happening to the church of God. Khi Chúa mới bắt phục, chúng ta có những tấm lòng nhiệt thành về Chúa. When God first started, he see a lot of heart that very perseverant. Chúng ta có thể dường như là thấy rằng mình có thể làm được mọi chuyện. And we see that we can do all things for God. Mình hy sinh mọi chuyện được. We can sacrifice many things for God. Nhưng bây giờ dường như những cái điều đó nó đã đi đâu mất rồi. Now it seems like all that thing is losing or faded away from us. Đây là điều mà Chúa nhìn rằng Chúa nói rằng là mất lòng kính mến ban đầu, hâm hẩm hoặc là không biết nhận tự nhận xét lấy mình. This is the thing that Jesus talking about lukewarm. We lost our first love and we cannot or determine examine ourselves anymore. Chúng ta hãy xem lại và hãy nhìn lại chính đời sống của mình và chính những điều đang xảy ra trong hội thánh Chúa như thế nào. Examine ourselves and examine what's going on, what happened upon the church of God. Không phải Chúa viết những điều này ra để mà cho chúng ta đọc thôi không đâu. Jesus is not write this thing to us just to read them. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta thấy được cái nhìn của Đức Chúa Trời về hội thánh và về mỗi người chúng ta. God wants us to see his point of view and our point of view for his church. Và khi đưa ra cái nhìn tiêu cực và tích cực, and when we see the negative and positive outlook, thì Đức Chúa Trời có những lời cảnh báo. And God have a warning for the church. Một điều đặc biệt đầu tiên mà Chúa nói là gì? Bị cắt chân đèn khỏi hội thánh. We see this one that God say. First thing is he will remove the lampstand from the church. Chúa nói bảy hội thánh là bảy chân đèn, nhưng bây giờ Chúa nói lại cắt chân đèn đi, có nghĩa là gì? He said the seven church or the seven lampstand, and now he said he will remove them. What does that mean? Có nghĩa là hội thánh sẽ không còn danh nghĩa là hội thánh của Đức Chúa Trời nữa. That means the church will be no longer as or be the church of God. Không còn sự vận hành, sự đi giữa của Chúa Giêsu với hội thánh nữa. It means that Jesus no longer move or walk upon his church. Như vậy, dù mang tiếng hội thánh nhưng không có sự vận hành của chính Chúa. Even though you are a church, but his movement, his presence are not upon the church. Không còn tỏa sáng nữa. No longer shining bright. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng đau đớn nhất. This is the most painful thing that happened to the church. Thưa ông bà, anh chị em, brother and sister, nếu mang tiếng là một hội thánh nhưng không có sự vận hành của Chúa, we are just a church but there's none of his presence. Có nghĩa là hội thánh đó đã bị cất đi ánh sáng của Chúa. I mean the church, God have removed the lampstand from the church. Không còn là ngọn đèn của Đức Chúa Trời. There's no longer the light for God. Và Chúa cũng cảnh báo hội thánh. And God warned his church. Sẽ bị hoạn nạn và sẽ bị thử thách. They will have tribulations and trials. Dù cho Chúa có chiến cự cho hội thánh. Even though he will fight against the church. Đây là điều mà Chúa nhắc nhở tôi và ông bà anh chị em. This is what God wants to remind me and you. Không phải rằng chúng ta đến với hội thánh là không bị hoạn nạn, không bị thử thách. That don't mean when we all come to the church of God,
We will not face any trials and tribulations. Không phải là Đức Giêsu cầm nắm hội thánh, đi giữa hội thánh không chịu những sự thử thách của Đức Chúa Trời. That don't mean God, Jesus hold his church in his hand and the church will not face trial and tribulation. Không phải là Chúa không chiến cự cho hội thánh mà hội thánh không bị hoạn nạn hay là bị thử thách. Not because of Jesus did not fight for against for the church don't have to go through tribulation. Và điều mà Chúa nhắc nhở tiếp theo là gì? Khá bền giữ những gì mình đã có, đã được ban cho từ ban đầu. And we see God told them that hold on to what you have been given. Đây là điều mà Chúa nhấn mạnh, hãy giữ những gì Chúa ban cho từ lúc ban đầu. God say and emphasize this very strong. Hold on to what you have been given. Nói như lời tôi tớ của Chúa vừa rồi khi sáng khi đầu giờ nhóm. Like our senior pastor said at the beginning of the service. Chúa ban cho chúng ta tất cả. God give us everything. Tại sao chúng ta phải Chúa nói phải hãy giữ lấy những điều ban cho ban đầu? Why if he give us everything, why that he telling us to hold on to everything that he been given us? Bởi vì ở trong đó nó đã có tất cả rồi. Because in there they are everything. Đôi khi chúng ta lựa chọn như là một sư quản nghiệp nói chúng ta chỉ lựa một thứ rồi chúng ta bỏ thứ khác. Because sometimes you know we want to go through and pick out the one that we want. Chúa cho chúng ta tất cả khi chúng ta nhận lấy tình yêu của Ngài. God give us everything when we accept his love. Chúa ban cho chúng ta tất cả ngay từ ban đầu. God give us everything at the beginning. Hãy giữ lấy điều đó và làm triển khai nó ra. Hold on to them thing and multiply it. Và Chúa nhắc tôi và ông bà anh chị em đó là sự yêu thương và sự gì Chúa muốn cho chúng ta tất cả đều đã ở trong Ngài, đã ban cho chúng ta là con của Ngài rồi. God want to tell you and me everything he gave us because of his love. Ngài đối với Chúa Giêsu là điều quý nhất của Ngài. Ngài nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Jesus is the most or the only love and precious son to God. Trong con Ngài là có tất cả. In Jesus we have everything. Nhưng mà rất nhiều hội thánh ngày hôm nay chúng ta không còn tìm kiếm hay là đến với chính Chúa Giêsu mà chúng ta đến với những cái điều khác, chúng ta tìm kiếm gìn giữ những cái điều khác, không phải là gìn giữ Chúa Giêsu trong đời sống của hội thánh và của đời sống của mình. Many church today they don't seek after Jesus no more, no longer. But they seek the thing that after the world gave them. Đây là cái lý do mà Chúa nói rằng hãy gìn giữ tình cái sự ban cho ban đầu của mình. And that's why Jesus told us to hold on what we are being given at the beginning. Ngài ban cho chúng ta ban đầu là con Ngài chứ không phải là cái ngôi thánh đường này. In the beginning, God gave us Jesus, not this building. Ngài ban cho chúng ta con Ngài chứ không phải những tiện nghi ở nơi này. He gave us Jesus in the beginning, not all the things that the needs in this building. Nhưng mà đôi khi chúng ta gìn giữ ngôi nhà này, chúng ta gìn giữ những cái tài nguyên này mà chúng ta không gìn giữ chính Chúa ở trong đời sống của mình. And sometimes we try to keep this building. Sometimes we try to maintain this building, but we did not keep Jesus in the church. Nhiều lúc chính mình tôi nghĩ rằng sự ban cho ban đầu đó là ân tứ nói tiếng mới hay là điều này điều kia. Nhưng mà quên mất rằng cái sự ban cho mà Ngài muốn chúng ta giữ ban đầu đó là chính con của Ngài, chính là Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta. Sometimes I confuse myself. I thought that the spirit, the gift of the spirit are the thing that we need. But actually no, it's Jesus is the first one, the first thing that God gave me. And we have to continue to hold on to him and to seek him. Cho nên cái lời cảnh báo tiếp theo của Chúa đó là gì? Hãy cẩn thận với tà thuyết, tà thần, nhớ lại những gì mình đã nghe và nhận lãnh. Hãy ăn năn và hãy tỉnh thức, hãy thoát khỏi những cái tình trạng đó. And we see many more warnings that God give to the churches. It's like beware of false gods. Remember what you have done or hear and receive. Repent, keep away and be free from lukewarm. Và điều mà Chúa muốn, Chúa cảnh báo với chúng ta là gì? Hãy trung tín cho đến chết. Hãy chiến thắng mọi sự và có tai hãy nghe lời
của Chúa đã phán. And God told us that, you know, we will conquer, be strong, be faithful with him. Trong bảy hội thánh, Chúa đều nhắc đến sự trung tín, sự chiến thắng và sự nghe lời của Thánh Linh. Throughout all the seven letters, seven churches, Jesus always mentioned about faithful, victory and conquers. Điều này có nghĩa là gì? Chúa muốn chúng ta nhận lãnh những điều tích cực chứ không phải cái nhìn tích tiêu cực của Đức Chúa Trời. God wants us to receive all the positive, but don't look at the negative. Và Chúa chỉ nhận những người vào trong nước của Ngài, vào vương quốc vô hình mà chúng ta chưa nhìn thấy, đó là những người trung tín và trung tín cho đến chết. And the one that will receive God's kingdom or the one that will be faithful until death. Và những người có tai thì hãy nghe. And tất cả chúng ta đây ở đây đều có tai cả. And those that have ear will listen and hear. Chúng ta thấy điều đặc biệt của sách Khải Huyền là gì? And we see something special about the book of Revelation. Sứ đồ Giăng nói phước cho người nào đọc, nghe và giữ lấy những điều đã chép ở trong quyển sách này. And John say blessed are those that read, hear and listen to the thing that written in the book. Và Ngài là đấng sẽ đến ở giữa đám mây và mọi mắt đều trông thấy. And he will come in the middle of the cloud and all eyes will see. Cả đến những kẻ đâm Ngài cũng trông thấy nữa. Even though the one that stabbed him. Thấy Ngài đến là một chuyện. We see Jesus come in is one thing. Nhưng mà được đến với Ngài là một chuyện khác. But coming to Jesus is another thing. Những người ở trong hội thánh có thể thấy Ngài đến nhưng mà không được đến với Ngài trong ngày cuối cùng. Many people here sitting here in the church. Yes, we will see Jesus coming, but many will not cannot come to him. Phần kết luận của tôi cho bài chia sẻ hôm nay là vượt trên tất cả những cái nhìn của Đức Chúa Trời với hội thánh, thì Đức Chúa Trời đã mở cho chúng ta một cái nhìn tích cực của Đức Chúa Trời sẽ làm cho hội thánh Ngài. My conclusions: beyond all of God's vision for his church, God has opened up for us a positive view of what God will do for his church. Dường như chúng ta thấy những điều tích cực và những điều tiêu cực đều có trong tất cả các hội thánh. And we see many positive and negative things are happening in the church. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời mà Ngài ghi cho bảy hội thánh này chúng ta thấy rất là nhiều. We see that the gift that God gives to the seven churches are many. Nhiều hơn những điều mà tiêu cực Đức Chúa Trời nhìn thấy. His gift is more than what the positive thing that God see in the church. Chúng ta thấy Chúa nói điều gì? Cho ăn trái cây sự sống. We see what God say. He will feed us from the tree of life. Ban cho ngươi mão triều tiên của sự sống. Give us the crown of life. Chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. We will not be harmed by the second death. Ban cho manna đương giấu kín. He will give us the hidden manna. Sẽ cho nó một hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. And he will give us a white stone and on which is written a new name and no one know what it is and only the one that receive it. Sẽ được cai trị bằng cây gậy sắt. And we will rule with an iron rod. Và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. And we will shatter nations like pottery. Cho kẻ ấy ngôi sao mai. And give us the morning star. Sẽ mặc áo trắng mà đi cùng Chúa. And we shall wear white robe to walk with Jesus. Không xóa tên ngươi khỏi sách sự sống và sẽ nhận lãnh người trước mặt Đức, trước mặt Cha ta cùng các thiên sứ Ngài. And he will not erase our name from the book of life. Sẽ khiến chúng nó đến sắp mình dưới chân ngươi. And he will shall cause them to come and bow down at our feet. Và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. And he will let them know that he loves us. Không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. And no one can take our crown. Cho làm mão trụ trong đền của Đức Chúa Trời. And make it like a pillar in the house of God.
Lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên ngươi. In the name of God and the name of the city of God, which is Jerusalem, the new Salem had come down from heaven by God, and my name is written on him. Tất cả những điều này được Chúa Jesus nói. All these things are spoke by Jesus. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta. Though that who hear my voice and open the door, and I will come in to eat dinner with them and they with me. Đây là một điều mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời muốn ban cho hội thánh của Ngài. These are the mystery thing that God wants to give to his church. Và ban cho mỗi hội thánh của Ngài. Each church. Và qua phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy rằng khi chúng ta đến với hội thánh của Đức Chúa Trời thì tình trạng hội thánh dù như thế nào đi nữa, tất cả những cái từ mà chúng ta đọc ở nơi đây thì Chúa đều nói rằng ban cho ngươi, có nghĩa là một cá nhân đặc biệt. It doesn't matter when you come to church what the outcome situation of the church is. God said he give everything to his church. Cá nhân đặc biệt ở trong hội thánh của Ngài. And he special give all these things to someone special. Và lời của Chúa Jesus không phải là lời cho người ngoại. And Jesus word is not for the non-believer. Mà cho những người ở trong hội thánh có tình trạng tồi tệ nhất. Jesus word for the people that in the church that are going through hard things. Điều này cho chúng ta thấy rằng dầu chúng ta sinh hoạt như thế nào ở trong hội thánh, và hội thánh, tình trạng hội thánh có như thế nào đi nữa, it doesn't matter what the outcome of the church is, thì Đức Chúa Trời vẫn nhìn vào từng cá nhân ở trong hội thánh đó. God continues to look at each individual life. Sự đoán xét sẽ đến trên hội thánh, nhưng mà sự ban cho sẽ đến từng người ở trong hội thánh. Yes, the judgment will come upon the church. But the gift of God will give to each individual. Cho nên ở đây chúng ta có một cái điều mà riêng tôi nhận định như thế này. So from my point of view, chúng ta ở trong một hội thánh nào đó. If we in one of the church, đây là điều bắt buộc mà Chúa nói đến. And this is what Jesus required. Vì Ngài làm cho chúng ta tin là để chúng ta bước vào hội thánh như là ở trong công vụ đoạn 2 câu 47 đã nói. We come into the church, we believe like the book of Acts chapter 2 say. Và hội thánh đó có thể bị sa sút, hội thánh đó có bị như thế nào, có thể có hình tượng, có thể có tà thần, có thể tà thuyết, có những cái điều gì nữa, thì Chúa sẽ nhìn thấy tất cả những điều đó. If the church have false prophets or idols or whatever inside the church is wrong, God can see all that. Và Ngài có thể cắt danh nghĩa hội thánh. And he can remove that church. Giống như Ngài nói rằng Ngài cắt chương đèn ra like khỏi he chỗ said đó. He removed the lampstand. Nhưng mà Chúa vẫn để ý đến mỗi người chúng ta và sẽ có cái nhìn tích cực hay tiêu cực cho mỗi chúng ta nữa, chứ không phải chỉ riêng cho hội thánh của Ngài. God look down to each individual of us. Yes, he can see our positive and negative. Và để giải quyết vấn đề đó, Chúa Jesus nói rằng này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Yes, to resolve that, and Jesus is, I'm standing outside the door. Cửa này là cửa của hội thánh. And we see this door is the church of God. Có thể chúng ta sinh hoạt ở bên trong, nhưng mà Chúa Jesus đứng ở bên ngoài. We might have service from the inside, but Jesus can stand from the outside. Chúng ta có tai hãy nghe, hãy lắng nghe. If we have ear, listen to his voice. Và các câu hỏi chúng ta sẽ được đặt ra ở đây. Some of the questions that I have here. Câu hỏi này dành cho tôi và tất cả mỗi ông bà. This question is for me and for each one of us. Câu hỏi thứ nhất là chúng ta có thực sự ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời hay không? The first question is, are we really in the church of God? Có nghĩa là chúng ta ở trong hội thánh, chắc chắn là chúng ta đang ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu hội thánh đó bị cất chân đèn đi thì thực sự chúng ta có đang ở trong hội thánh của Chúa hay không? Are we in the church of God?
What if the lamb that God removed from the church of God, are we in it? Chúa không nói đến hội thánh hữu hình hay là vô hình. He did not talk about a invisible or a visible church. Mà đây là Chúa muốn nói đến một hội thánh cụ thể. And he wanted to say a specifically clearly to a church that, to a visible church. Chúng ta đừng có nghĩ rằng mình đang ở trong hội thánh vô hình của Đức Chúa Trời. Don't think or don't look at yourself that we are in an invisible church. Không, hội thánh của Chúa khi thành lập ở trên đất phải là một hội thánh hữu hình. When God establishes church on earth, it's a visible church. Và chúng ta có thực sự ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời hay không? Làm thế nào chúng ta biết điều đó? Are we really in the church of God? How do we know that? Là Chúa có đi ở trong hội thánh của Ngài, có vận hành trong hội thánh của Ngài hay không? Is God present or He's moving upon the church? Cảm ơn Chúa, tôi tin rằng mỗi người chúng ta tin rằng tại nơi này Chúa đang vận hành. And I believe I know that God is moving upon our church. Chúa Thánh Linh đang làm việc với mỗi người chúng ta. And the Spirit of God is moving, is touching each of our life. Đang cáo trách, đang cảnh báo và đang mở lỗ tai chúng ta để chúng ta nghe lời của Chúa. That He can open up our ears so that we can listen to Him. Đức Chúa Trời đang câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Trời đang nhìn chúng ta như thế nào? The second question is how is God looking at us? Rõ ràng trong 7 thơ tín, we see in the 7 letters, thì Chúa đều nói có người này, có người kia. We see God there, this type of person, that type of persons. Ngài có một cái nhìn chung nhưng mà Ngài cũng có một cái nhìn riêng cho mỗi người chúng ta. God have a general look altogether, but yes, beside that He have a individual looking at each one of us. Chúng ta đang làm gì trong hội thánh của Ngài? What are we doing in the church of God? Đây là câu hỏi mà Chúa hỏi tôi và quý ông bà, anh chị em. This is a question that God asked me and each one of us. Chúa nhìn không phải là nhìn không, Chúa nhìn để xem chúng ta đang làm gì và chúng ta đang sống như thế nào trong hội thánh mà Chúa đặt để. God did not just to look, glance to, but He looked very clear to see what each one of us are doing in the church. Bởi vì Ngài đang đi giữa hội thánh. Because He is just walking among the church. Bởi vì Ngài đang nắm người lãnh đạo hội thánh trong tay của Ngài. He's holding His leadership is in His hand. Câu hỏi thứ ba ở đây là gì? Chúng ta có nghe lời cảnh báo của Đức Chúa Trời hay không? The third question is, do we listen closely to God's warning? Bởi vì 7 bức thư ở trong Khải Huyền này gửi cho các hội thánh chứ không phải chỉ riêng cho những hội thánh mà được ghi ở đây. You see the 7 letters are sent to 7 different churches, not to one individual. Bởi vì trong cuối mỗi bức thư đều nói rằng ai có tai hãy nghe lời của Đức Tin phán cùng các hội thánh. So at the end of each letter we see that who have ear listen to the Holy Spirit. Trong lời phán này có nói đến vấn đề tiêu cực và tích cực. And in this we see there are positive and negative. Đặc biệt là những lời cảnh báo. Especially His warning. Và Chúa mở cho chúng ta thấy những điều chúng ta sẽ nhận được, điều Chúa ban cho chúng ta. And He will open up the thing that He will bless us. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ tư. Chúng ta vào hội thánh đã, đang và sẽ làm gì khi nghe những lời cảnh báo của Đức Chúa Trời. The fourth question is, what have ourselves and the church will do when we hear God's warning? Và đây là cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng quý ông bà, anh chị em trả lời với Chúa, chính mình tôi trả lời với Chúa. And I believe this question is for you and for me to answer to God. Và điều cuối cùng, trong phần kết luận của tôi, chúng ta đã nghe những điều tốt đẹp Đức Chúa Trời sẽ ban cho những người ở trong hội thánh của Ngài trong ngày gặp mặt Đức Chúa Trời hay không? Đức Chúa Giêsu đã phán với tôi và bạn, này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Jesus is speaking to each one of us right now. He stands at the door and knocks. If anyone hears my voice and opens up the door for him, I will come in with him and have dinner with him and with me. Câu này nhắc lại cho tôi rằng hãy giữ lấy sự ban cho từ ban đầu. This reminds me to hold what God is giving me
given me at the in the beginning. Chúa ban đầu ban cho chúng ta chính con của Ngài. In the beginning, He gave us His only Son. Nhưng chúng ta lại để Ngài đứng ở bên ngoài. But yet we put Him outside. Chúng ta ưu tiên cho những điều khác. We put other things priority first. Chúng ta quên rằng trong sự ban cho từ ban đầu đó, Ngài đem đến cho chúng ta tất cả. And we forgot that in the beginning that He have give us everything. Chữ người với ta đây cho chúng ta thấy một sự thân mật, một cái gì đó gắn bó gần gũi. We see the word that you and Him are something that's very close. Nếu chúng ta không còn cảm thấy sự gần gũi với Chúa Giêsu nữa, thì chúng ta khá biết rằng Ngài đang đứng ở bên ngoài. If we don't feel that Jesus is close to us or fellowship with us, and we know that He is standing from the outside. Nguyện xin Chúa nhắc nhở tôi và ông bà chị em. May God remind each one of us. Sự gắn bó của chúng ta với Chúa Giêsu lâu nay như thế nào? How is our fellowship with Jesus? Chúa đang đứng ở đâu với chúng ta? Where is Jesus standing with us? Chúng ta có cảm thấy thỏa mãn trong đời sống của mình về chính sự sống và sự chết của Chúa hay không? Are we satisfied with the living of Christ in our life? Nếu chúng ta còn thiếu vắng những điều đó, thì dù chúng ta ở trong hội thánh nào đi nữa, Chúa đang đứng mà gõ cửa. If we missing Christ in our life, He is standing outside and knocking. Điều thứ hai nữa là Chúa vẫn luôn muốn đến với chúng ta, với hội thánh của Ngài. And we see that Jesus always want to come to us and to His church. Đây nói lên sự kiên trì của Chúa đối với hội thánh của Chúa. We see that Jesus is very patient with His church. Ước mong rằng những điều này đụng đến tôi và ông bà anh chị em trong sáng nay. This morning that touched me and yourself. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời, may the love of God, sự thông cảm của Đức Thánh Linh, and His fellowship, sự bao phủ và vận hành của Chúa Giêsu, His protection and movement, ở với mỗi người chúng ta, be upon each one of us. Amen. Amen. Yeah.